Trời Phật bảo hộ. Cát tinh cao chiếu tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe trong năm Giáp Thìn 2024. Bây giờ tôi hoan hỉ chào đón quý anh tuổi Mậu Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mình chúc quý anh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có vận số cực kỳ là may mắn, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vụ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia. Vậy vận trình của quý anh tuổi Mậu Ngọ diễn ra trong năm 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh tuổi Mậu Ngọ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm 2024 có vận trình tương đối khó khăn. Năm 2024 quý anh tròn 47 tuổi, đây là một năm mà nam Mậu Ngọ rất vất vả, lên voi xuống chó do ảnh hưởng của hung tinh. Các mối quan hệ, kết giao, sức khỏe cần được chú ý, cần tăng cường phòng ngừa, chủ động để tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khóc. Nhưng sự nghiệp và tài chính lại có sự trợ giúp của các tinh thiên đức, Mậu Ngọ có thể an tâm phần nào về vận trình công việc cũng như tài lộc và thu nhập của mình trong năm này. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng là 47 tuổi âm lịch và 46 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can tuổi là Mậu, có ngũ hành thuộc thổ, gặp thiên can năm là Giáp có ngũ hành thuộc Mộc, là mối quan hệ tương xung. Trong năm 2024, quý anh tuổi Mậu Ngọ về công việc sẽ có những thay đổi. Đây cũng là năm của sự mở mang hoặc thêm mới liên quan tới công việc của người thiên can Mậu. Tuy nhiên, chủ mệnh nên chú ý dễ vướng vào những mâu thuẫn, những chuyện thị phi đưa đến. Về tình cảm của vợ chồng thì khó được thuận hòa, cẩn thận gặp chuyện bất lợi, tiền bạc trong năm phải chi tiêu nhiều cho công việc. Xét về địa chi. Địa chi của người tuổi này là Ngọ, gặp địa chi của năm là Thìn, chủ về quan hệ bình hòa, năm này mọi công việc của quý anh tuổi Ngọ dự báo không có những đổi mới. Nếu bản mệnh dự tính công việc gì thì sẽ dẫn tới phải tiêu pha nhiều tiền bạc, hơn nữa đầu tư thì khó thu hồi được vốn. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ, năm 2024 nam mạng, có ngũ hành địa chi năm và địa chi của tuổi là chủ về sự hao tán, về phương diện tiền bạc cũng như sức khỏe. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của quý anh tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, gặp năm Giáp Thìn có ngũ hành thuộc hỏa, thể hiện mối quan hệ chủ về tương hợp, tốt. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, người mệnh hỏa các công việc tương đối suôn sẻ. Luận theo tử vi quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Giáp Thìn cho thấy, chủ mệnh sẽ có sự hùn hạp hoặc phát triển làm ăn với anh em hoặc là bạn bè, người thân, những dự định mới muốn tiến hành trong cuộc sống hay công việc năm nay cũng đạt được kết quả tốt. Về sức khỏe tương đối tốt, tiền bạc trong các tháng giữa năm nhiều cơ hội kiếm xa hơn so với những tháng cuối của năm. Xét theo cung phi. Quý anh tuổi Mậu Ngọ có cung phi là Tốn thuộc Mộc, gặp cung phi chấn của năm Giáp Thìn 2024 cũng có ngũ hành Mộc là khí diên niên. Theo đó, năm Giáp Thìn với quý anh tuổi Mậu Ngọ có sự củng cố về cả công việc và gia đạo, thay đổi công việc trong năm được lợi và nhận được hỗ trợ từ quý nhân. Xem tử vi năm 2024 cho thấy, ngũ hành của cung phi năm và cung phi tuổi cùng là Mộc, đó là Mộc dương và Mộc âm, cho nên tương trợ lẫn nhau và xuất hành đi xa, trong năm này có lộc đưa tới và có nhiều niềm vui. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa hợp,
Năm nay, nam mạng tuổi Mậu Ngọ khi gặp khó khăn sẽ được mọi người hỗ trợ và giúp đỡ. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Đề phòng bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao Thổ Tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn. Chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió. Đề phòng hao tài mất của. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, nhờ có các tinh thiên đức chiếu mệnh nên khá ổn định trong năm Giáp Thìn này. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm Giáp Thìn, nhưng được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 47 tuổi, đang ở cuối giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng, ắt đây sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp, với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay. Năm 2024 tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc cho quý anh tuổi Mậu Ngọ. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của quý anh khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tử vi dự báo tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại cơ quan. Nếu như trong năm này, có thay đổi nơi công tác hay xin việc thì bản mệnh cũng nhận được vào chỗ đang thiếu người, rất tốt. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Mậu Ngọ, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng, trong năm 2024, về mặt tài lộc rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh may mắn, ví tiền của quý anh vẫn thu vào đều đều, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến, người làm công ăn lương, văn phòng, viên chức, công việc gặp nhiều thuận lợi có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của quý anh cũng được cải thiện rất nhiều. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản, bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc. Về phần tài lộc, nam tuổi Mậu Ngọ cũng vượng hơn năm cũ, quý anh có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu quý anh có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Phương thức làm giàu chủ yếu của nam mệnh tuổi Mậu Ngọ là thông qua công việc chính chứ việc phụ bên ngoài thì không nhiều. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Theo đó, bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng, được xem là một năm trước nghịch sau thuận. Trong năm, bị ảnh hưởng bởi cách giáp và thiên khốc là hung tinh, hầu hết những người tuổi Mậu Ngọ đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính và tàn nhẫn trong tình yêu. Bởi quý anh nghĩ quý anh sống vì người ta quá đủ rồi, đây là lúc quý anh cần sống vì chính mình. Và vì nhân cách của quý anh ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa quý anh, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với quý anh trong quá khứ.
Vì vậy, trong năm này, vận tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh, cuộc sống gia đình tương đối èo uột. Nam mệnh đã có gia đình nên cẩn thận giữ mình, hành xử có chừng mực để tránh vướng phải tình cảm ngoài luồng. Do không làm chủ được bản thân nên tuổi này rất dễ sa ngã khiến gia đình đổ vỡ. Về những tháng cuối năm gặp vận niên, thố lộng nguyệt tức là thỏ chơi trăng. Điều này làm cho nam tuổi Mậu Ngọ nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình, giúp cho vận trình tình cảm của quý anh như được thay đổi một làn gió mới, có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, gia đình yên ấm, con ngoan ngoãn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, cũng không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, vận trình sức khỏe của con giáp này giảm sút trong năm nay, các vấn đề về thể chất của quý anh thường xuyên xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều quý anh tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do tai nạn hàng ngày. Vì vậy, tử vi khuyến những người tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới bên ngoài để tránh những tổn hại không đáng có. Ngoài ra, áp lực về công việc, tiền bạc cũng là yếu tố khiến tinh thần nam mệnh Mậu Ngọ bất ổn hay lo lắng, chết. Một khi tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến sức khỏe suy kiệt, sức đề kháng kém thì rất dễ mắc bệnh theo mùa hoặc bệnh cũ tái phát. Mậu Ngọ cần biết điều tiết cảm xúc, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tâm bệnh không có cơ hội chuyển biến thành bệnh tật, rất có hại. Tử vi khuyên quý anh tuổi Mậu Ngọ nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Tuổi Mậu Ngọ 1978, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý anh Mậu Ngọ. Ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Mậu Ngọ nam mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Ngọ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Ngọ. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh, xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ Mậu Ngọ 1978 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều.
cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Song Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Mậu Tuất, sinh năm 2018, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Bính Tuất, sinh năm 2006, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Canh Ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý Mùi, sinh năm 2003, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Bính Tuất, sinh năm 2006, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, nam mạng, năm 2024 có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý anh tuổi Mậu Ngọ gặp tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn, quý anh sẽ không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2024, không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2024, phạm hoang ốc, ngũ thọ tử. Quý anh không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Thái tuế năm 2024, không phạm hạn thái tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngủ mộ và sao thổ tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngủ mộ đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Nhắc đến hạn ngủ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt. Hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng, khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tai bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm,
Đứng về quan niệm phong thủy, quý anh nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, quý anh nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ 6, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm 2024 bị sao Thổ Tú chiếu mạng. Sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp. Tuy nhiên, sao này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì lớn. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi. Gia trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu quý anh giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để quý anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2024, chịu ảnh hưởng của Tết nên tuổi Mậu Ngọ tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Tuổi Mậu Ngọ được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Trong những ngày Tết, việc ăn nhậu với quý anh bà là khó tránh. Quý công cần chú ý ăn uống, đặc biệt là hạn chế rượu bia để đảm bảo các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, dạ dày không bị tái phát. Ngoài ra, quý anh cũng cần chú ý khi đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Vận trình tình cảm của quý anh tuổi Mậu Ngọ cực kỳ kém trong tháng 2 âm lịch này. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, lại là tháng Đinh Mão, tháng xung của tuổi bổn mạng cho nên, đối với tuổi Mậu Ngọ cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình cảm của quý anh. Những cặp đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Tuy nhiên, quý anh chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này. Một khi quý anh biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhằn, thì tình cảm mới ổn định được. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của quý anh. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Bước sang tháng mới quý anh tuổi Mậu Ngọ có tài lộc và sự nghiệp ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của quý anh vẫn ổn định, nhưng những quý anh đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là trong tình trạng đứng ngồi không yên, vì vậy quý anh Mậu Ngọ phải nỗ lực hơn mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Trong tháng này, bản mệnh nếu có ai đó vay mượn tiền bạc hay cho người lạ ngủ nhờ, vào nhà, thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Về phần sức khỏe, tháng này quý anh dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời,
sự ảnh hưởng của hung tinh Thiên Khốc cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bước sang tháng 4 âm lịch 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Trong tháng này với quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân sa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến quý anh lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên những người Mậu Ngọ trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể. Gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, tình cảm của những người tuổi Mậu Ngọ có điểm báo xấu, bị sao hung tinh đại hao, hoa cái xuất hiện trong vận trình, nên người tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp họa vào tháng này. Có những kẻ xấu khiến những quý anh đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Sự tác động của cục diện Ngọ Ngọ tự hình, những trận đòn tâm lý và những lời thóa mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của quý anh đều sa sút. Lời khuyên cho tuổi Mậu Ngọ trong tháng này cần chú ý, không nên cho vay mượn về tiền bạc cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Bước sang tháng mới về phương diện công việc làm ăn của quý anh tuổi Mậu Ngọ đã đi vào ổn định. Quý anh nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Tháng được cục diện ngũ hành Ngọ Mùi nhị hợp trợ mệnh, về tiền bạc có nhiều dấu hiệu khởi sắc, việc kinh doanh, buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống, dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, họa huyết quang. Tử vi tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn, vận trình có nhiều ảm đạm cho quý anh tuổi Mậu Ngọ. Sao Thiên Khốc soi chiếu khiến quý anh có tính khí thất thường, đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình, quý anh nóng nảy, thiếu kiểm soát, thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, quý anh tuổi Mậu Ngọ nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, không nên thường xuyên trút năng lượng tiêu cực vào người thân, điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình. Tháng này vận khí suy giảm, công việc gặp nhiều trục trặc, tiểu nhân quý phá, tài lộc bấp bênh, quý anh tuổi Mậu Ngọ cần chú ý hơn trong cách hành xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên, để tránh gây thêm phiền phức gây cản trở công việc và con đường thăng tiến của bản thân. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý anh tuổi Mậu Ngọ lại có được vận trình tương đối tốt. Tháng trước đen đủi bao nhiêu thì tháng này lại sáng bấy nhiêu, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, quý anh có cơ hội để thúc đẩy tài lộc tăng mạnh. Tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều quý anh đang đầu tư tài chính ở thời điểm này. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, thì việc kinh doanh, buôn bán cũng được thông thuận, hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt, điều này giúp cho những người kinh doanh có cơ hội hốt vàng hốt bạc trong tháng. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng, có được cơ hội tiếp cận với những dự án mới, mang lại cho quý anh nhiều tiềm năng về tài chính trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Vận trình tháng 9 âm lịch vẫn mang tới nhiều tin vui cho quý anh tuổi Mậu Ngọ, quý anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu, lại được sự hậu thuẫn của cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, nên về cơ bản quý anh có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định. Nam tuổi Mậu Ngọ trong tháng này có những ngày nhàn nhã hơn bao giờ hết, quý anh không cần lo lắng về cuộc sống, cơm áo gạo tiền và cũng có rất nhiều thời gian rảnh để làm những gì quý anh muốn. Phương diện tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, quý anh cũng cần khiêm tốn hơn nữa trong các mối quan hệ, không nên tự tâng bốc bản thân quá nhiều, nên dành nhiều thời gian để lắng nghe đối phương nhiều hơn.
Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Các mối quan hệ xã hội của quý anh tuổi Mậu Ngọ có được sự phát triển tốt. Tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với tuổi Mậu Ngọ, quý anh cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của quý anh. Công việc của hầu hết các quý anh tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi, sự nghiệp của quý anh về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định. Về gia đình cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tài lộc trung bình, nếu như biết nắm bắt thời cơ vẫn thu về tài lộc. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Tháng này có nhiều ảnh hưởng tích cực từ các tinh, người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm, nên một số quý anh làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của quý anh và quý anh cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn chung, với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng này, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý anh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tháng này quý anh tuổi Mậu Ngọ chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Quý anh cần giải quyết nhiều công việc, sự nghiệp, cuộc sống gặp nhiều áp lực. Quý anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này nên có kế hoạch cho công việc, biết sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện tốt khối lượng công việc cuối năm. Đây là thời điểm nước rút các dự án, cũng là lúc quý anh rất bận rộn. Nếu làm tốt công việc thì tiền lương, tiền thưởng của quý anh sẽ cho thu về thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, dù cuộc sống có bận rộn tới đâu đi chăng nữa, quý anh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe là vốn quý, đây là một điều cần thiết để hoàn thành được công việc trong thời điểm quan trọng này. Chuyện tình cảm tương đối tốt, khi các thành viên trong gia đình bắt đầu biết thông cảm và đặt mình vào vị trí của đối phương là dấu hiệu đáng mừng trong những ngày cuối cùng của năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.